Anh Salem McCoy là một chuyên gia kỹ thuật làm việc tại cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, bang Oklahoma. Tuy nhiên, trong những ngày qua, anh đã làm quen với một công việc mới, tài xế Uber. Tôi đã nghe nói về Uber và coi đây như một công việc tiềm năng có thể làm, như bạn biết đấy, để kiếm thêm chút tiền. Còn tại Washington DC, các học khu đã tổ chức những hội chợ việc làm dành riêng cho các nhân viên chính phủ liên bang. Hàng trăm người đã tìm tới đây với hy vọng kiếm được những công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Cũng giống như nhiều người khác, tôi gặp phải các vấn đề về tài chính, sự lo lắng và căng thẳng khi chính phủ đóng cửa. Việc thanh toán các khoản chi là rất khó khăn. Tôi có con gái đang học đại học và nỗi lo đầu tiên là trả học phí cho học kỳ còn lại. Việc có những hành động tích cực sẽ giúp tôi cải thiện tình trạng này. Theo ban tổ chức, kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hồi cuối tháng 12 vừa qua, nhiều nhân viên nhà nước đã rơi vào tình trạng khó khăn do không được trả lương. Những hội chợ như thế này có thể giúp các nhân viên này tìm được công việc phù hợp, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời có thể phát huy tốt nhất những kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không chỉ hỗ trợ những nhân viên nhà nước đang trong giai đoạn khó khăn, mà còn mang vào trường học những nhân viên với kiến thức, kinh nghiệm vô cùng đa dạng, tích lũy từ quãng thời gian làm việc tại nhiều cơ quan khác nhau. Điều này sẽ rất hữu ích đối với các em học sinh. Tuy nhiên, theo New York Times, số lượng việc làm thêm mà các nhân viên chính phủ có thể tìm được là không nhiều, bởi sự khác biệt về tính chất công việc giữa môi trường tư nhân và nhà nước. Và quan trọng hơn, không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng thuê những lao động mà họ biết chắc sẽ không thể cam kết gắn bó lâu dài.